Chào cả nhà, hôm nay mình vào bếp làm món cá hú kho sệt. Mời cả nhà cùng xem. Thank you.
hú kho đến đây đã kết thúc. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi và xem. Hẹn gặp lại video lần sau. Chào tạm biệt. Chào cả nhà. Hôm nay mình vào bếp làm món cá chân tương. Mời cả nhà cùng xem. Gồm cá hú, nấm tay mèo, nấm đông cô, hành, cần, tỏi hành, tương hột, đường, muối, bột nêm, bột ngọt.